Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài truyền hình SCT. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự 247 với Đỗ Dũng. Uh, trước khi vào cái bản tin này, tôi phải nói với quý vị một chuyện. Thỉnh thoảng có một số người lên YouTube để kia viết cầm với tôi vào. Sau Dũng có nói chuyện xấu nước Mỹ mà nói vậy uh, có lợi cho cộng sản. Uh, hay là nói xấu chuyện cộng đồng Việt Nam hay là ở nước Mỹ và toàn nói chuyện xấu nước Mỹ ăn thế nào rồi đấy. Dạ thưa quý vị, tôi không có làm nhiệm vụ, đó, tôi làm nhiệm vụ truyền thông tôi thấy cái gì tôi kể cho quý vị và tôi biết những cái gì quý vị không có thì giờ đọc báo một số quý vị không đọc tiếng anh tôi trình bày cho quý vị chứ tôi không phải làm cái nhiệm vụ cái lần này kia đó là nhiệm vụ chúng tôi thành ra mong quý vị thông cảm thì quý vị nghe câu chuyện hơi quý vị thấy buồn cười là chuyện mà giả bằng cấp mà nổ là nổ lý lịch đó chúng ta thường nghe trong nước kể nó ta đọc báo ngoài hải ngoại nói trong nước là, nhà là mua bằng giả này rồi cái là khai man này đủ thứ không có nghe đó thường thường những cái chuyện đó ở xảy ra các nước cộng sản và các nước độc tài hay là Việt Nam ta nghe nhiều nhưng mà nói thật với quý vị tật xấu ở đâu nó cũng có có điều nó nhiều hay ít thôi đúng không nó che là xã hội nào cũng có người tốt người xấu có điều cái xã hội tốt đó, thì người tốt nó nhiều hơn người xấu nó ít hơn xã hội nó không tốt đó, thì người không tốt nó nhiều hơn người tốt ít hơn tôi không cho nó người xấu tôi nói dùng từ người không tốt cho nó nhẹ nhàng đó thì vừa rồi ở Mỹ này có một bà tên là Mina Chang. Bà này là phó phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ trên hình quý vị rất đẹp. Chang là quý vị biết người gốc Hoa. Bà này bị điều tra và đài NBC phát hiện là bà ngụy tạo lý lịch. ngoại tạo lý lịch năm nay bà mới 35 tuổi thôi. Nhưng mà bà làm cái chức gọi là đặc trách về các vấn đề giải quyết các xung đột trên thế giới đó, thì bà này bị đài NBC tố cáo là bà từng cái là ngụy tạo ra cái hình của mình đăng trên bìa tờ báo Time. Tạp chí Time, thấy không? Làm cho người ta lắc mắc làm sao bà có thể len lỏi vào được cái giới chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bởi vì thưa quý vị vào Bộ Ngoại giao làm tới chức này thưa quý vị Phó phụ tá ngoại trưởng là cao lắm là phải qua lý lịch để kiếm tại sao người ta vẫn làm được cái chuyện đó. Thấy không? Bà không những là ngụy tạo ra cái chuyện gọi là gì xuất hiện ở trên cái tờ báo thai bởi vì sao mà thấy trong một cái video bà đưa cái hình bìa tạp chí thai có hình bà như đó rồi bà còn nói là bà từng phát biểu tại đại hội của đảng cộng hòa và đảng dân chủ và từng ra điều trần trước quốc hội và tốt nghiệp trường kinh doanh của đại học harvard Nghe hmm, không? Thì bây giờ người ta mới tìm ra cái mối quan hệ bà như thế nào Thì bà có quen với ông tên là ông Brian Bulatao Ông này là một nhân vật cao cấp trong Bộ Ngoại giao Và cũng là bạn thân lâu năm của Ngoại trưởng Mike Pompeo Ông này từng dự tiệc gây quý do một hội bất vụ lợi của bà Mina Chang ở tại Dallas, Texas và đóng góp 5.500 đô. Đó. Thì bà nhận chức này hồi tháng 4 năm nay, không chỉ khai man về học vấn, bà cũng vẽ ra một số à, bà còn nói bà từng làm trong một cái ủy ban của liên hợp quốc nữa mà giờ ta kiểm tra các ủy ban nó không có Đó. rồi ở thành phố đà lạt bà còn cho biết là bà đã nắm một cái công ty một cái tổ chức bất vụ lợi thì đúng hơn tổ chức bất vụ lợi này nó là linking the world đó để có những cái dự án mà gọi là uh, um, Thiện nguyện ở tại nhiều quốc gia như Afghanistan hay đi rồi nghĩa là nói chung là những cái nước mà nghèo nhưng mà người ta kiểm tra cái hồ sơ thuế của sở thuế IRS của cái tổ chức mà bà nói á thì lại không thấy những cái sự kiện xảy ra ở các quốc gia đó và còn cho biết rằng là cái tổ chức của bà không khai thuế trong những năm qua và còn thiếu tới 300.000 đô la tiền thuế, đó là cái mà người ta phát hiện ra lương của bà hiện nay là khoảng cỡ trên trăm ngàn đô la một năm mà cái ngân bà bà điều khiển ngân sách khoảng sáu triệu đô la mà trong những ngày tới có thể bà được đề cử lên làm cái đứng đầu cái 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 cái, cái chương trình nó mà ngân sách lên tới một tỷ đô la và thậm chí đã có người còn đề cử bà có thể là trở thành đại sứ của Mỹ ở tại Philippines luôn trên màn quý vị mà bây giờ người ta vào trong cái trang web á à. Bây giờ thì tôi không biết còn một cách đây vài ngày vào trang web Bộ Ngoại giao cái lý lịch bà vẫn còn để nguyên như vậy. Thấy không? Thì bây giờ người ta thắc mắc tại sao mà bà này lại có thể làm như thế mà không ai biết. Đó. Thì uh, đại NBC phỏng vấn ông giáo sư James Frippner của trường đại học York Mason University ở bên Virginia. Thì cũng kể này là như vậy là cho thấy vấn đề kiểm tra lý lịch của chính phủ hiện nay có vẻ như là không sâu sắc cho lắm so với các chính phủ trước đây. Đó, bởi vì ông này cũng từng làm trong văn phòng điều hành nhân sự gọi là office of personal uh, personnel management trong ốc tức là kiểm tra lý của tất cả nhân viên liên bang đó thì ông mới nói như thế thì uh, đó là những cái gì mà người ta phát hiện ra bà này uh, nghe chuyện buồn cười quá quý vị bây giờ chưa biết là cái vụ này xử lý ra sao xử xử như thế nào mà chưa biết có ai tố cáo hay chưa chúng ta chưa biết nhưng mà đó là cái chuyện mà khai man lý lịch nổ là học ở Harvard, nổ đã từng um, điều trần quốc hội, từng nói chuyện đại hội đảng cộng hòa là dân chủ vân vân vân. Tại sao ta biết nổ? Tôi người ta kiểm tra, ta biết liền. Coi ra mạng xã hội bây giờ nó đầy đủ, không thiếu, ta google ra hết. Cái điều này làm tôi nhớ có một ông từng là phụ tá bộ trưởng bộ không quân Hoa Kỳ cũng đã phải từ chức vì cái chuyện này. Cách đây độ chừng hơn chục năm, tôi nhớ tôi quên mất cái tên ông, mới kể quý nghe. Ông khai ông học ở cái trường đó, trường đại học đó, chúng ta kiểm tra ra không được tại cái trường đó là trường học online trường gọi là trường ma mà cái trường đó giờ đóng cửa ra sao kiểm chứng được bây giờ thì ở Mỹ nó có nhiều trường ma lắm thưa quý vị cho nên quý vị cũng phải để ý là nhân tiện kể quý vị luôn có nhiều người nổ ngay trong cộng đồng Việt Nam thì cũng có luôn bảo nào là bằng luật sư này nào là bằng MBA này nào là bằng bác sĩ này, đủ thứ bằng hết mà học những cái trường đại học mà Mỹ đó là Mill University toàn học online mà những cái trường đại học đó nó là nó không có được gọi là credential nó không có được gọi là mình nói credential là nói nôm nào nó là không có được tiếng Anh gọi là accredited đó tức là không có được thừa nhận đó. đó. Mỹ nó tự do mà ai có thể muốn mở trường gì chở mở nhưng mà có được công nhận hay không vậy thì có những người vì danh vọng cũng có bởi vì cũng đi làm muốn có cái đó để mà bảo đảm công việc mình ví dụ công việc đó nó biết ồ anh muốn lên làm trưởng phòng hay phải có bằng master ví dụ vậy đó thì tôi đi tôi kiếm cái bằng gọi là giả giả như thế một cái đại học ma nào đó cấp tôi một cái đại học mà không có tiếng tâm có đóng tiền nộp bài rồi là lấy bằng thôi để tôi giữ đó nó y chang việt nam việt nam ví dụ tôi sắp sửa lên bí thư tỉnh ủy đấy tôi cần phải có ít nhất là cử nhân chẳng hạn tôi giữ cử nhân tôi mua bằng hoặc là khai man đó. hoặc là nhờ người khác học dùng mà chuyện học dùng này bên Mỹ cũng khó ra à. Trong cộng đồng Việt Nam có luôn nha quý vị, tôi không muốn kể ra nha. Tôi biết luôn đi học dùng luôn. Nhất là trong nhà với nhau. Mỹ nhìn nó chịu thua, tôi với ông anh tôi giống nhau lắm. Nhìn nó biết tôi vô là cầm thẻ sinh viên vô là không thể nào biết đâu. Ông anh, anh học cho tôi là bây giờ mỗi người phải học, ví dụ ông phải học tôi với ông mỗi người phải học 5 lớp. Ví dụ ví dụ bây giờ mình hai lớp thì phải học lớp toán lớp anh văn gì. Tôi phải học 8, lớp toán lớp văn gì ông anh tôi là học hai lớp toán cho tôi luôn một lớp tên ông lớp tên tôi tôi học lớp hai lớp anh văn lớp tên tôi lớp tên ông <laughs> à, có luôn bảo đảm mỹ là chất quốc nhìn hai anh em đâu nhận ra được chuyện đó là có và cái chuyện mua bằng là có nhiều lắm thỉnh thoảng quý vị đọc quý vị biết thành ra quý vị phải để ý có nhiều người ta nổ vô cùng nhá không mà chúng ta khổ cái này cứ thấy luật sư bác sĩ kỹ sư là chúng ta gọi là tối tăm mặt mày hết rồi tưởng luật sư ngon hả à? xin lỗi nói này hơi đụng chạm hơi được chạm có những sư tào lao lắm. có những người học ở những cái trường mà chúng ta không nghe tên tuổi luôn bấm vô biết liền bấm vô biết liền google ra ngay bảo đảm quý vị giờ không gì nếu cần quý vị cứ nhờ con cháu quý tìm ra nhiều lắm thành ra cái chuyện này thưa quý vị nó không phải là hiếm nhưng mà lên tới cái cấp mà gọi là phó phụ tá ngoại trưởng hoa kỳ thì là vấn đề nghiêm trọng nghiêm trọng chứ mà không còn những cấp dưới thì tôi không nói nhiều lắm con người ta là như thế mà cái này nó xảy ra rất nhiều còn chưa kể trong cộng đồng mình nó có những ông chả học ở đâu ngày nào tự dưng người ta gọi cái này gọi cái kia một ngày nào đó bữa nào quý vị có dịp mà gọi là tổ chức gì gọi tôi đến giới thiệu luật sư đỗ dũng đi tôi im tôi đâu ngu gì tôi nói tôi bảo luật sư mai mốt nói người ta gọi đâu mà tôi gọi đâu nhiều lắm quý vị ơi giáo sư đó, tôi cũng là giáo sư đó, là bảo quý vị tôi giáo sư luôn đó. Bữa nào tôi giải thích, tôi tại sao tôi gọi là giáo sư, giáo sư nhiều lắm luôn á. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị những màn hình của Đài truyền hình SCT. Sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình Thời sự 247 trước phần quảng cáo. Tôi đang nói về cái chuyện mà một phụ nữ tên là Mina Cheng, phó phụ tá ngoại trưởng Hoa Kỳ bị tố cáo là ngụy tạo lý lịch và tôi kể quý nghe cuộc đời nhiều người ta ngụy tạo lắm. Cái kiểu đó là đó là thành phần trí sĩ tức. Còn thành phần mà là dưới dưới đi làm cũng nhiều trò lắm. Tôi kể quý nghe tôi biết là có nhiều người nhột lắm ví dụ mình đi làm tôi biết có người nè họ khai lý lịch á từng làm hãng nào hãng nào á họ kê khai những hãng mà giờ đóng cửa rồi bố ai mà kiểm soát được? bố ai mà reference được hả Đấy, không? và tôi làm 10 hãng trong ba hãng mà gần nhất mà tôi làm mà ngon ngon là có làm tôi để con bảy hãng kiếm những cái hãng mà nay đã đóng cửa rồi thì kiểm chứng đã có nhưng mà giờ đóng cửa rồi sao kiểm kiểm chứng ra đó, đó là một cái mánh những cái mánh nhỏ nhỏ đấy nghĩa là xạo nếu mà nói về xạo về nổ nó nhiều loại lắm lớn nổ lớn nhỏ nổ nhỏ nhưng mà có người bạn tôi nói về nè mấy cái đó nổ đâu có hại ai đâu thì tội gì cũng nổ nổ có lợi cho mình à, đúng không Thế nên con người ta dối trá nhau nhiều lắm thấy không trong tình cảm cũng có luôn tình cảm có thể bước đầu khác kể nhưng mà nên nó kể cái chuyện này thôi thì cái đó là có hiểu không người ta nói dối với nhau để có lợi mà nói dối này không thiệt hại hết thấy không thì tại sao nói dối nhưng mà thưa quý vị cái đó nó cũng có nguy hiểm nó đi đêm có ngày gặp ma đi đêm có ngày gặp ma thế nào cũng có ngày bị người ta lòi ra cho nên á tôi thấy thường thường có nhiều người tôi đến nhiều cái bữa tiệc chơi tôi thấy có nhiều ông á, cũng ngộ lắm nha ít nói lắm hỏi là ông đó ông đó giáo sư đó đó dạy trường đó đó luật sư nọ đó mà ít nói lắm tại vì nói là sợ ta hỏi học đâu mà không? không biết đường trả lời hiểu không Thành ra im lặng là vẻ đạo mạng có luôn thành ra cái chuyện nó nhiều lắm thưa quý vị thôi ờ, bây giờ bỏ qua chuyện đó qua chuyện khác cũng cũng hấp dẫn không kém Ờ người ta thường nói là vừa đá bóng vừa thở còi chắc vị nghe câu đó hiểu thật trong bóng đá đó anh vừa đá bóng vừa thở còi nó mẹ cái cha ta hả tức là trọng tài Thở còi mà còn đá bóng nữa thì phải ăn chùm con gì nữa thì chuyện này nó đang xảy ra theo lời tố cáo thôi trong hội đồng giám mục Hoa Kỳ. Đó là có một ông giám mục ở tại giáo phận Brooklyn, ông là tên là Nicolas Di Maggio. Ông này được Đức Giáo hoàng Francis chọn để điều tra các vụ lạm dụng tình dục ở tại giáo phận Buffalo tiểu bang New York. À. Thì bây giờ ông này lại bị một người khác tố cáo là khó xâm phạm tình dục Ghê chưa quý vị Hồi thập niên 70 ta cách đây mấy chục năm Khi mà ông còn làm một linh mục Ở tại Jersey City Ở bên tiểu bang New Jersey Thuộc cái tổng giáo phận nuộc à, Đương nhiên giám mục đi Majo bác bỏ hoàn toàn ông nói, Cái này làm gì có Trong 50 năm làm linh mục tôi không thể có cái chuyện này Và tôi mới biết cái tố cáo này thôi Trong cái tuyên bố ông đưa cho Tháng ở thông tấn AP hôm thứ ba vừa rồi Ông nói trong 50 năm làm linh mục tôi chưa bao giờ dính dáng vào một cái gì gọi là bất hợp pháp hoặc bất chính về liên quan đến cái cái gọi là, là 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 thái độ của tôi và tôi chắc chắn là tôi bác bỏ cái tố cáo này và tôi tin rằng tôi sẽ được minh oan thì trước đó một ngày là vào ngày thứ hai đó, một ông luật sư tên là Mitchell Garabian đã gửi cho cái tổng giáo phận nuộc ở New Jersey ông luật sư này ở thành phố Boston và tố cáo là cách đây hơn 50 năm ở à, năm ông giám mục này bị tố cáo là có hành động um, với lại ông Mark Mazet năm bây giờ 56 tuổi và không những ông DiMaggio bị nữa mà một linh mục khác cũng làm cái chuyện đó với ông này là ông linh mục là Albert Mark ông nói thì chết rồi đó thì ông Mazet này qua luật sư và ông nói qua luật sư ông nói là khi ông Matzep này bị là khi ông làm giúp lễ ở nhà thờ Saint Nicholas Church và là một học sinh của trường học của nhà thờ này, đó là theo lời tố cáo. Thế thì bây giờ trở lại giám mục uh, Di Maggio thì năm ngoái tháng tháng trước Đức Giáo hoàng Francis đó mới yêu cầu ông là điều tra những cái gọi là vấn đề gọi là tình dục ở tại cái giáo phận Buffalo. Thì ở đó giáo mục giáo, giáo phận Buffalo thì có giám mục Richard Malone bị tố cáo là đã không có uh, gọi là làm tới nơi tới chốn những cái vụ mà các linh mục bị tố lạm dụng tình dục và người ta yêu cầu giám mục này phải từ chức thì bây giờ giám mục Di Maggio được uh, tới đây để mà mà điều tra thì giám mục này đã đến đây cái giáo phận này 3 lần và đã nộp cái bản báo cáo đó cho Đức Giáo Hoàng và trong tuần vừa qua thì giám mục Di Maggio và giám mục Malone theo dự trù là sẽ đến Vatican để gặp Đức Giáo Hoàng để giải quyết chuyện này thì trong cái đó bên luật sư của cái ông mà nạn nhân đó nói là chúng tôi sẽ tiếp tục uh, Uh, yêu cầu Vatican điều tra cái chuyện này và yêu cầu Vatican chấm dứt cái vấn đề điều tra của giám mục Di Maggio bởi vì không thể để cái người mà lạm dụng tình dục như vậy bây giờ đi điều tra cái vụ lạm dụng tình dục ở cái giáo phận khác. Tức là nói cái khác là vừa đá bóng vừa thổi còi, đó là tố cáo thôi thì bây giờ chưa biết như nào. Nhưng mà nạn nhân đòi tổng giáo phận luật đã phải bồi thường là 20 triệu đô la tiền bồi thường. Thì uh, phát ngôn viên của giáo phận tổng giáo phận cho biết đó là họ đã nhận được cái thư của ông luật sư Garabian và đã báo cho cảnh sát biết về cái báo cáo của ông masset là tố cáo vị giám mục đó làm chuyện đó cách đây mấy chục năm thì bây giờ để cho người ta giải quyết xem như nào thì cái này bây giờ ta sẽ mở cuộc điều tra thì điều tra tới đâu chúng ta chưa biết nhưng mà đó là cái chuyện mà xảy ra trong giáo hội ở Mỹ ít trong tuần vừa qua nghĩa là cái này mới chỉ là tố cáo thôi chưa biết đúng sai như thế nào mà nếu đúng sự thật như vậy thì đúng là quá căng đó bởi vì như vậy là vừa đá bóng vừa thời coi và như vậy đây nó sẽ là một cái thách thức rất lớn cho hội đồng giám mục hoa kỳ ờ, bởi trong tuần vừa rồi thì uh, tổng giám mục uh, Jose Gomez của tổng giám mục los angeles cũng đã được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục hoa kỳ Đó, ông là người gốc mexico đẻ bên mexico ông lớn lên bên mỹ và bây giờ ông làm tổng giám mục tổng giám phận los angeles thì ông được bầu làm chủ tịch hội đồng giám mục hoa kỳ ông sẽ phải đối đầu với cái chuyện này một trong những cái vấn đề gọi là nặng nề nhất mà gọi là gọi là gì ám ảnh giáo hội công giáo la mã trên thế giới nhất là vấn đề các linh mục bị tố cáo lạm dụng tình dục nhiều giáo phận đã phải bỏ rất nhiều tiền để dàn xếp chuyện này mà đức giáo hoàng là bây giờ đang ngăn chặn cái chuyện này mà vẫn chưa ngăn chặn được và giải quyết chưa được rồi còn bây giờ tổng giáo mục gomez lại phải đối phó lại cái chuyện mà di dân ở mỹ nữa đó bởi vì ông lại ủng hộ các chính sách di dân hiện nay ông phản đối chính sách di dân tổng thống donald trump và ông cũng đã từng là viết thư phản kháng chuyện này và hội đồng giám mục Hoa Kỳ là ủng hộ với di dân đó, thì bây giờ, tổng giám mục của mẹ là người Mexico nha, người gốc Mexico nha đó là những cái chuyện này. lôi thôi trong những thời gian tới chúng ta sẽ để ý xem như thế nào nhân nói chuyện tổng thống Donald Trump thì tổng thống Donald Trump cũng đang bị cho bỏ về cái chuyện hồ sơ thuế của ông chúng ta biết là ông không có tung hồ sơ thuế của ông ra luật không bắt buộc ông đưa ra các vị tiền nhiệm tôi đưa ra quý vị là tự nguyện, và tôi không đưa ra cho hết, tôi vi phạm luật gì cả thì bây giờ khi mà không đưa ra như vậy đó Thì các cơ quan khác và cũng như tiểu bang New York đó, Họ đòi lấy cái hồ sơ của ông Thì bây giờ cái uh, cái ủy ban tư pháp Họ đòi lấy cái hồ sơ thuế của ông Trong 8 năm đó, Đặc biệt là hôm nọ ông phản đối Nhưng mà ông nói rằng là như thế này Luật sư của ông là ông Jay Seculo nói như thế này Tổng thống đương nhiệm không thể bị kết tội hình sự mà bây giờ quý vị đòi lấy hồ sơ của Tổng thống để mà điều tra hình sự Thì cái đó là chẳng khác nào là ông bị kết tội Điều đó là không được Nhưng mà tiểu bang New York cũng như Ủy ban Tư pháp của Mỹ Vẫn đòi cái hồ sơ 8 năm của ông Bởi vì ông bị tố cáo trong cái vụ mà ông chi tiền Cho hai cô, một cô đào Playboy và một cô đào phim người lớn Thì bây giờ họ đòi cái 8, tháng, 8 năm đó thì các tòa dưới đều phản đối tổng thống Trump thì bây giờ cái mới nhất gần đây là tòa kháng án khu vực số 2 cũng phản đối luôn Thì bây giờ ông đang yêu cầu, ông đã đưa lên tối cao pháp viện Và yêu cầu tối cao pháp viện làm sao tạm ngưng các phán quyết của tòa kháng án số 2 Để ông phải không nộp cái hồ sơ thuế 8 năm đó ra Và yêu cầu đến khoảng tháng 6 là tối cao pháp viện phải có phán quyết Ông cho rằng đây là không được Thì bây giờ chưa biết như thế nào Nếu mà tối cao pháp viện mà không xử là coi như bắt buộc phải đưa hồ sơ 8 năm hồ sơ thuế Mà không phải ông đưa mà là cái công ty Ma Giao USA là công ty kế toán của ông phải đưa Mà đưa cho New York Và đưa cho Ủy ban uh, Tư pháp Hòa Viện Công chúng không được coi Đưa thôi bởi vì họ điều tra Để họ coi coi là những hoạt động của ông như thế nào Thì đây là một chuyện nữa làm cho Tổng thống Donald Trump nhức đầu thì Những người bên Tổng thống Donald Trump mà Tại sao mấy cái ông này cứ đòi coi hồ sơ thuế của ông làm gì Để cho ông phiền phức quá để cho ông lãnh đạo đất nước đi Cứ bắt ông mở lộp hồ sơ thuế hoài thì vậy nhưng mà nó khổ một cái đó. luật lệ ở Mỹ nó là nếu mà no pain no gain. nếu mà coi như là là không nộp hồ sơ thuế thì họ là có cách khác luật của Mỹ nó như thế khổ đưa hết thì không sao cả mà không đưa thì nó phải có chuyện đó thì đó là những cái tin mà đáng chú ý trong tuần vừa qua gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều chúng tôi xin hẹn quý vị và những gì tới